Ôi sao mà nó đen thế này hả dì ơi? Thế đau mà. Dì ơi, dì có hay tắm đêm không? Có đi làm được mượn cũng hay tắm. Rồi, thay đổi thói quen cho cháu nha. Cái này nó đen, nó lạnh hết hai sống lưng, là sau này là cái thân này của dì là nó sẽ kéo căng vào, là nó mỏi, đau mỏi bì đã nó hơn. Trên kia kìa. Đây này, bì đây này. Đấy, trên kia góc trên đây này. Bì. Con bóp này dì đau không? Có hơi đau. Hơi đau đúng không? Thế là đánh gió như thế nó từ nó lên đen. Ôi sao mà đen thế này? Đỡ lưng không gì? Có, đỡ nhiều. Đỡ nhiều rồi đúng không? Tí đi trong thành phố Hồ Chí Minh ra đây đúng không? Em này vừa chơi nhất dương chỉ vào đầu nó tỉnh táo. Ôi. Nhất dương chỉ. Quá là đen luôn. Con chào bà Trung. Ôi đen thật, thật đen, thật sự rồi đen. Đánh 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 vùng phổi xem nào. Ôi trời ơi. Phổi này nè. Đây này. Phổi này nhiễm ác à. Tôi đánh đâu đen thế? Đó. Phổi thế. Người này cái da bên ngoài thì là người Việt Nam, còn cái đánh cái kia là người ta mê người da đen. Thế gì? Và lại đấy, đen quá. Trời ơi. Quá là đen luôn. Hôm nay ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ 3. Khiếp nhỉ. Ôi, sống lưng thế này sao chả lạnh. À, không, của em là chỉ là những ngày thứ nhất là em mới thấy đau lưng người đúng không? Còn đây còn nó còn có hà là chị đánh hết ra cho em. Này hai cái mông này hay mát mát đúng không? Mông em có bao giờ lạnh? Lúc nào cũng thấy lạnh đúng không? Đấy. Nó cứ ngồi kể cả mặc ấm thì mặc ấm chui chăm nhưng cảm giác lúc nào cũng như gió lùa phần mông đúng không? Cái mông em gọi nó cũng sùa nó cũng mát. Đấy. Đấy. Nó có hiện tượng là hở huyệt thì nó bắt.